Rồi mình xin chào cả nhà mình nha cả nhà. Rồi bây giờ tiếp tục mình làm bữa cơm gia đình đó nha cả nhà. Rồi mình mời cả nhà mình vào bếp với mình nha cả nhà. Hôm nay bữa cơm gia đình của nhà mình đó cả nhà, thì mình nấu canh bí đao. Mình mua được trái bí đao nè, nên bỏ thêm củ cải muối vô để cho nó có nước ngọt đó cả nhà, mà nó không có bị chua. Bí đao nó nấu không có bị chua. Rồi mình ăn kèm đồ mặn thì mình được miếng lòng tông ba mình cho nè, mình đang gã đông cả nhà. Rồi mình mua được con cá lóc để nấu canh bí đao, cá lóc đồng cả nhà. Rồi với miếng tép, con gái mình nó không ăn cá thì mình mua miếng tép để vô, con gái mình nó bỏ vô canh đó cho con gái mình ăn. Rồi con gái mình nó không ăn cá lòng tông được thì mình chiên hai cái chức, chiên mặn đó, chiên hành đó cho con gái mình ăn đó nha. Rồi bây giờ mình đi đặt tép với mặn cá để chuẩn bị bữa cơm gia đình nha cả nhà. Cá nãy giờ mình đã rửa, đã để gáo nước rồi nè cả nhà. Giờ mình ướp cá để kho cả nhà. Mình đây xong lúc mình ướp cá mình bắt lò nước lên trước đây cho nó sâu nấu canh luôn cả nhà. Nước sôi mình ướp cá, sau mình kho tiêu, này hành với miếng ớt mình ướp vô, ướp miếng một ngọt ít thôi, miếng hạt liêm muỗng nhỏ cả nhà, miếng tỏi phi, muỗng tiêu luôn cả nhà, nước mè. Muỗng đường. Mổ nước mắm cái nhỉ, kho tiêu cái nhỉ, ớt, ớt cho nó thấm rồi, rồi mười phút cái mình kho. Cá nãy giờ nó cũng thấm rồi cả nhà, tắt lửa là mình kho cả nhà. Xài biêu ga mà cái lọ bên đây nó bị tiếng một cái ngọt. Trong lúc mình chờ đợi cá nó chín thì mình chiên hột vịt cho con mình ớt, đánh hột vịt lên, coi chiên mặn cho con gái mình nó không ăn cá. Miếng hạt liêm, mắm cả nhà nó không, con gái mình nó không thích ăn mặn đâu. Nửa muỗng nhỏ đường, miếng hạt, nước cũng sôi cả nhà, bỏ cá vô luôn cả nhà, cá lóc đậm, té thì bỏ vô xào, gia vị vô đây luôn cho nó thấm vô cá, nửa muỗng hạt liêm, có để củ sa bấu vô đó, nó chắc mặn rồi, để hồng liên đợi coi chừng nào nó lạc đó thì mình hả thêm muối vô, thì chút mình dặn miếng nước mắm rồi cá mình thấm, mình đổ miếng nước vô kìa. Chín phần nữa đó mình để gạo vô, cái muối vô nè, nó gà nước nó ngọt lắm cả nhà. Rồi mình để bí đao vô luôn, chín bí đao là chín chín cá là cũng dọn ăn được luôn. Cái góc hành họ để xào, vô muỗng để ăn cả nhà. Cá cũng chín rồi nè cả nhà, gà cũ cũng sắp mịn mà, mình để mấy con tép vô cho gái mình ăn.
cá kho chín rồi cả nhà. Mình gãi miếng tiêu lên trên nữa. Miếng hành lên trên nữa rồi, nhắc xuống rồi đó cả nhà. Ok. Để hành vô nè cả nhà. Để miếng tỏi sấy vô rồi mình nhắc canh xuống ăn cơm được. Xong rồi cả nhà. Cả miếng tiêu. Bắt chảo lên để mình chia hột vịt cả nhà. Chảo nóng rồi để dầu vô cái này. Để miếng tỏi sấy vô. Cái nhà dùng cơm với vợ chồng mình nha cả nhà. Mời cả nhà, cả nhà. Này canh bí đao nấu với cá đồng này cả nhà. Với lại có một ít xà bấu vô cho nó ngọt. Mời cả nhà miếng xà bấu nha. Chàng miếng canh để thoát nước rồi. Mà cũng không hết trời. Tháng này nóng được cái nhà. Ăn canh bí đao nó chảy nhiệt cái nhà. Mời cả nhà một miếng cá đồng tâm kho tiêu nha. Dở cả muối vô mà ăn không có niềm nước mắm luôn, niềm muối luôn mà để ăn luôn rồi. Nó để nó mặn quá, nó gà nước á.
Nó có muối cả mình. Ừ. Không cần đi. Nó mặn, rửa cả nồi rửa cũng còn cái chất mặn. Rồi, cả nhà mới mới đẹp. Thằng anh vô bên này mát. Trên bên đầu mát lắm. Chị để gì nhiệt nữa nhỉ? Đó là chưa có phải chờ nữa. Chờ chứ nó chờ không có nè. Chưa rồi. Ta chờ cả tháng 10 nữa mà. Chuồng heo mình kế bên đó nha. Mời cả nhà ăn con cá lòng tàu. Mời cả nhà miếng cá bắt đầu mà cả nhà hồi trắng tươi này. Ngon. Ớt để cài, tiêu để cài ngoài. Cá thì giả sắc không? Nãy em ướp hết. Ướp. Ăn cá trắng cũng ngon. Này cá trắng ngon lắm. Mình ăn cá kho tiêu này với cá trắng này. Ăn trắng ngon. Cái mình chuồng heo luôn cả nhà. Chuồng heo nhà mình thì cũng vừa mắc cái nhà này là qua cái bước qua chuồng heo. Heo mình còn heo nái đó cả nhà. Hồi nãy con heo heo mẹ nó nằm lên con heo con. Nằm chung heo con lại. Cả mãi của em hỗ trợ. Nằm chung cái đầu của con heo lên nên
Thôi gà không được. Mời cả nhà con thép nha. Mình cứ mời cả nhà con tép mà cả nhà. Mình ra cho nhà. Quá trời đổ mồ hôi. Trai mình nó đi học ở Cần Thơ cả nhà. Tuần mới về một lần. Con gái của mình thì nó ăn cơm rồi nó chuẩn bị đi học rồi cả nhà mình. 12 giờ là phải tới trường. Còn hai vợ chồng. Ăn hầm cả nhà. Bắt cái quạt thì nó hơi buồn. Cá lồng tấm kho tiêu này cả nhà, mời cả nhà nghe. Cả nhà muốn chén kiệt. Rồi cả nhà một miếng xài. Xài ăn miếng có tiêu ngon. Ngọt. Không có gì ăn hết. Mình ăn cái hoa tiêu này với xoài cũng ngon. Với chuối cũng ngon á, hồi xưa mình ăn vậy không? Chuối. Và cái nhà với xoài. Và dưa hấu cũng ngon. Xoài ngọt đó nha. Ở dưới miền Tây mình thì cứ ăn vậy. Dưa hấu cũng ăn cơm. Cũng ngon. Xoài chín cay ngọt quá. Mời cả nhà miếng xài nữa nha. Mời cả nhà chén canh nha. Cho một vài miếng xà bấu vô. Gỏi hả con? Một miếng cá lồng tẩm kiều vô. Nhà con à. Tép ơi, hồi nó mẹ cho con ăn. Có gầm cái nha. Ăn con cá lồng tẩm. Đem quẹt cái tiêu vô. Hỏi nhà nha. Thơm tiêu hả? Ăn con cá nó có bầy mùi tanh. Thank you.
ngon. Rồi cả nhà, vợ chồng mình mới vừa ăn xong bữa cơm sáng của gia đình mình ở nhà, thì nhà mình làm món cá kho tiêu nè, rồi canh bí đao nấu với cá đồng, cá lóc đồng, với lại thêm một ít sả bấu vô, thì mình có trứng chiên, với lại trái cây có xài nha. Thì clip cũng khá dài rồi ha, thì gia đình mình xin kết thúc clip ở đây và xin hẹn gặp cả nhà ở những clip tiếp theo nha. Bye bye, tạm biệt cả nhà mình nha. Bye bye cả nhà.